Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giải thích làm sao anh em có thắc mắc là cái vấn đề là đồng có cắt laser được không, thì mình chia sẻ là cắt bình thường nhé. Anh em nào có nhu cầu mà cắt laser đồng tấm, đồng thau, đồng đỏ là cắt được hết nhé. Cắt laser rất ok, độ chính xác, góc cạnh rất đẹp nhé. Anh em nào có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình, và cần mua đồng tấm, đồng thau, đồng đỏ thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video của mình. Nếu anh em nào có thắc mắc gì, xin chia sẻ và nhắn dưới phần bình luận. Xin cảm ơn.